đã thiệt các bạn ơi. Rồi và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại quay trở lại với con hù chẩu tre. Hôm nay là nó cưỡi rồng nha các bạn. Các bạn đừng cứ đùa với nó nha. Thì như lời mình đã hứa ở video trước, thì ngày hôm nay mình sẽ đi tìm thêm những cái sức mạnh mới của con hù này. Thì mình sẽ đi mở khóa nha các bạn. Tại vì hiện tại là mình chưa có mở khóa những cái hộp Lucky Block. Khoan. Lần trước mình mới khám phá được cái này nè. Bạn nào muốn ăn hamburger không? Bình luận ở bên dưới. Nhưng mà mình sẽ cho các bạn ăn một cái hamburger siêu to, siêu khổng lồ luôn. Các bạn coi này nha. Các bạn thấy con bò đằng kia không? Nếu như mà bây giờ á, con rồng của mình mà nó khè lưỡi vô con bò này nè, thì chắc chắn 100% là con bò này sẽ trở thành bánh hamburger. Các bạn tin không? Các bạn nhìn này nha. Các bạn thấy gì chưa? Đây chính là cái hamburger siêu to, siêu khổng lồ. Đó, mình không biết là mình ăn được không ta. Để mình xem coi. Đây, cái bánh hamburger siêu to khổng lồ luôn các bạn. What? Nó siêu bự luôn các bạn à. Nhưng mà mình hình như là mình không có làm gì được nó hay sao các bạn. Mình không ăn được nó nha. Đây chính là những cái hộp Lucky Block nè các bạn. Để mình xem coi là mình cần làm gì để mình được những cái sức mạnh này các bạn nha. Cái này là chúng ta cần phải có Bad Ending. Bad Ending là chúng ta sẽ có một cái kết gọi là không có được đẹp cho lắm bạn ơi, không được tốt cho lắm. Chúng ta sẽ... Giant Fish. Mình biết rồi, mình biết Giant Fish là cái con gì rồi. Nhưng mà ngay bây giờ thì mình sẽ cho các bạn thấy được những cái sức mạnh mới nha. Ví dụ như là sức mạnh của con gọi là hươu cao cổ nè các bạn. Các bạn nhìn cái cổ của nó kìa. Lắc. Quên nữa, lần trước mình tìm được sức mạnh này nè các bạn. Chính là cái con gọi là cái con gì? Cola vậy các bạn. Mình đánh bại nó khi mà đứng trên đây nè. Đây, để mình xem coi con này như thế nào. Rồi, bây giờ là cái này là chúng ta sẽ đánh bại cái con gọi là Cola Future. Là cái con này là ở tương lai nha các bạn. Rồi, vậy bây giờ mình sẽ thử sức mạnh này coi như thế nào. Wow, đây chính là gọi là cái con này nó theo mình làm đệ tử của mình luôn mà. Bây giờ mình sẽ cưỡi con rồng để mình lên trên kia mình đánh bại cái con kia cho các bạn. Win. Tới luôn nào. Các bạn thấy con này nó bự không? Nó khá là bự các bạn. Siêu to, siêu khổng lồ luôn. Mình zoom ra cho các bạn coi nè. Các bạn thấy nó bự không? Bự hơn con rồng của mình nha. Mà cái con này con cái gì ta? Ui nhìn nó ghê bạn. Rồi, tiêu diệt nó luôn. Vô, tới luôn. Này thì đánh nè. Mình tưởng là nó chạy, nó quay qua, nó cắn mình. Nhưng mà không ngờ là mình đánh nó con cái bạn ơi. Rồi được rồi, bây giờ mình quay về để mình lấy gọi là sức mạnh mới nha các bạn. Sẽ gọi là thử cái xe này coi. Ui, mình trở thành con gấu à. Ê, mình trở thành cái xe này các bạn. Rồi sau đó mình sẽ trở thành con gấu nè. Vậy là cái xe đó là sẽ trở thành gấu nha các bạn. Vậy là mình đã vừa mới mở khóa được một cái sức mạnh mới nữa. Đâu rồi ta? Không phải cái này. Để mình xem coi. Không phải cái này các bạn ơi, để mình lấy đâu đi. Đó, cái nào mình sử dụng được thì mình cứ lấy nha các bạn. Đó, mình lấy trước đi cái đời tính. Rồi. Ủa? Sao nó không cho mình ta? Rõ ràng mình đã mở khóa rồi mà. Đây. Ui! Cái gì kia? What? Lốc xoáy cá mập. Chạy. Giọt các bạn ơi. Ở đâu ra mấy con cá mập này vậy? Kìa nó tấn công mình các bạn. Ê đừng nha. Đừng có chơi ngu nha. À đánh nhau. Vô đây. Cái cua đó. Ui cái con cá mập yếu xịu bạn ơi. Mình mới có cưa nó con cái à, nó ngẫm nè. Nó yếu vậy. Vậy là mình phải đánh bại cái lốc xoáy kia các bạn ơi. Nhưng mà trước tiên đã, từ để mình tiêu diệt nó. Ui. Đây các bạn nhìn nè. Sức mạnh của gọi là cái sức mạnh mới của mình là cái cưa các bạn ơi. Tới đây. Ây da, đau ở nhà. Mắc máu các bạn ơi, khá là căng. Rồi xong. Cảnh sát cù xuất hiện. Vậy là bây giờ mình phải đánh với hai thế lực luôn các bạn ơi. Mình không biết là mấy con cá mập kia đâu ra nữa. Rồi chơi luôn. Vậy là bây giờ mình phải đấu với cái lốc xoáy đằng kia các bạn thấy không? Lốc xoáy này mình sẽ zoom lại cho các bạn coi. Rồi zoom lại. Kìa các bạn nhìn kìa. Ghê chưa? Ủa mà sao cái con này sử dụng sao đây? Mà sao không có tác dụng gì trời? Khoan nữa mình xem coi. Cái con này nè các bạn, mình sử dụng nó bằng cách nào? Mình đã biết sử dụng sức mạnh của cái con này rồi các bạn ơi. Nhưng mà sao ông cảnh sát này ông cũng nện giống như là con hổ lần trước vậy ta. Chắc là cái kiếm này nó nặng quá bạn ơi. Chỉ có gọi là con cù là nó không có bị gọi là bị nện vậy thôi. Cá mập bay với lại gọi là hạ rồng các bạn ơi. Để xem coi ai mạnh hơn ai nè. Cá mập đã bạn. Cá mập này biết bay nha. Ghê chưa. Đây mình có thể zoom vô cho các bạn coi nè. Cá mập này nó phải bay đó bạn. Zoom hết cỡ rồi. Bay nè, bay tới đây. Khè lưỡi cho thấy nè. Tới đây. Mình sẽ đối mặt với nó luôn. Vô. Không biết ai mạnh hơn ai đây. Ui. Tính ra mình đánh nó có miếng máu vậy trời. Châu vậy. Ghê đấy. Vô đây. Đây thì một miếng nè, một con rớt các bạn nhìn rớt rồi không? Rồi, vậy là được rồi các bạn ơi, nhưng mà con rồng này hơi khó đánh nha. Đánh nhau với mấy con này là hơi khó nha. Tới đây. Rồi mình sẽ đứng nghiêm đây nè, để coi mấy con cá mập này tới sao đây. Vô đây. Khẽ nó. Đó, rớt nè, thấy gì chưa?
hơi mạnh luôn. Nhưng mà kiểu này không được các bạn ơi, mình sẽ xuống đây đi, không thể nào đánh như vậy được. Mình sẽ sử dụng gọi là sức mạnh của chùm cuối cái đó. À, rồi sức mạnh chùm cuối đâu? Lấy, ui, bình tĩnh nào, friend. Các bạn nhìn nè, bây giờ mình đã có sức mạnh của con này nè, các bạn nhìn nè. Ui, ghê chưa? Ghê chưa? Đấy. Rồi bây giờ, mình vừa đến nói với các bạn là mấy con gọi là hả, chim cánh cụt này nó đánh một hit là ngấm nha các bạn, nó mạnh lắm luôn á. Ô la đâu? Nhanh. Đây. Lụm nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tranh thủ mình lấy gọi là gân đấy các bạn, rồi sau đó mình đấu với nó. Đó các bạn thấy không? Cái con gọi là Koala này nó bắn ghê lắm bạn. Nó có laser mà. Ghê không? Này thì rồi. Tiếp. Nhưng mà lưu ý là các bạn đứng ở dưới bạn bắn được nha, còn đứng ở trên bắn không được đâu. Đây có cho mình nè, lụm cho mình luôn. Đã chưa? Rồi, mình đang cố gắng mình kiếm cây gân nào xịn coi, mình nãy giờ chưa có nữa trời. Come on, có gân không? Rồi, đây. Đây rồi. À, bạn thấy không? Thấy gì chưa? Quá là mạnh luôn các bạn ơi. Cái tính cái con này nó mạnh thực sự mà, cả mập hả? Quay, nó không tác dụng gì nó luôn các bạn ơi. Từ từ, cẩn thận mấy con chim cánh cụt. Mấy con chim cánh cụt này nguy hiểm lắm. Đấy, kìa, chim cánh cụt kìa các bạn. Thắng không? Để mình zoom xa ra cho các bạn nhìn cho nó rõ nha. Đó, đánh nhau hơi bị đã luôn các bạn, nhưng mà căng lắm. Rồi. Hết hồn. Quay, bình tĩnh. Ê, chim cánh cụt. Đấy. Rồi bây giờ là mình đánh nó không có mất máu các bạn. Vậy phải làm sao đây? Bây giờ mình sẽ thử con rồng này mình bay mình phà nó coi coi được không nha. Đây, bây giờ mình sẽ đáp xuống từ từ thôi. Đây mình biết cách đáp xuống các bạn ơi, nhưng mà phải cẩn thận. À, coi chừng gặp mấy con gọi là hạ chim cánh cụt nó đánh rất là đau. Nó đánh một phát một là ngấm luôn các bạn. Cái con rồng này nó khó điều khiển các bạn. Đó, rồi. Này thì với chúng tôi một hit một, trời ơi, tưởng như thế nào. Ai dè đâu một hit đó các bạn ơi. Vậy là mình xuống đi. À, không cần con rồng này nữa. Bây giờ là mình coi coi tiếp theo là cái gì đây. Tính ra con nói dễ bạn. À, chúng ta cần phải có bad ending nè. Bad ending mình không có làm được. Bad ending mình còn không biết là cái gì mà. À, bây giờ là chúng ta sẽ cần có là Future Giant Cola đúng không? Vậy là mình phải đi tới tương lai rồi. Ê các bạn ơi, cái con cá hồi nãy nó tới kìa. Giờ sao? Đánh nó thôi chứ sao? Quay. Này thì à, con thỏ bạn ơi, con thỏ nó đánh mình. Ui đâu qua vậy? Mình định là tiêu diệt cái tên chùm cuối này đi rồi sau đó mình sẽ qua đến tương lai các bạn ơi. Từ mình tiêu diệt nó trước cái đã. Ấy, thấy chưa? Các bạn thấy có cái con này lợi hại không? Con này hơi bị lợi hại luôn các bạn. Quay, lẫm súng của nó. Rồi. Không làm gì được mình luôn. Các bạn thấy không? Cái con này nó hơi bị mạnh luôn. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ tiêu diệt chùm cuối đi rồi sau đó mình sẽ tới tương lai để mình tiêu diệt cái con Cola tương lai nha các bạn. Rồi, vô Corgi. Đấy, múa máy tay chân thôi qua đi. Cái cảnh này chúng ta thấy lâu rồi, không cần phải nhìn nữa. Các bạn thấy không? Sức mạnh của cái con gọi là Cola này nó hơi bị bét luôn các bạn. Hơi bị bét luôn. Đấy. Ủa nhưng mà sao nó bắn vô cái con cái tai này nó ít máu các bạn. Thấy không? Các bạn thấy nó bắn vô cái tai không? Ít máu kìa. Đó, rất là ít máu luôn. Rồi, được rồi, tiếp tục. Rồi, nổ, cho nổ đó bạn ơi. Nổ, không được gì hết bạn. Rồi, một tay nè. Rồi, hay lắm, một tay, đứng lên luôn. Hay lắm, một tay đó bạn. Mình tiêu diệt lẹ luôn bạn ơi, để mình qua bên kia nữa. Tới tương lai thôi các bạn ơi, mà mình không biết là mình tới tương lai cái cơ thể này nó còn hay không nữa. Đâu, để mình thử coi. Rồi, bây giờ nó hỏi mình có tới tương lai không. Tới luôn. Đó, thấy chưa, mình tới tương lai cái nó trở lại thành cái con này. Rồi, đồ của mình đâu hết rồi, sao mình đánh. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Đây, để mình xem coi. Đồ mình không... À, đây, con. Bữa nay con, nó có thuyền luôn các bạn ơi. Giờ... À, khỏe rồi các bạn ơi. Hên quá, nó vẫn còn các bạn. Mình tưởng là nó không còn chứ. Lụm nè, để xem. Nó ha. Nhây thế nhờ. Tính ra mình lụm cái cưa này nó xuất hiện nữa bạn. Nhây ghê luôn các bạn ơi. Rồi, nhanh cái con Cola kia. Ê, khoan, mình bỏ cái cơ thể đi, các bạn biết tại sao không? Tại vì á, giờ mình mới phát hiện các bạn, đó là nếu mà trong cơ thể của cái tên chùm cuối á, thì mình sẽ rất yếu. Nó đánh mình có một cái là mình ngẫm rồi các bạn, cho nên là mình sẽ không thể nào mà mình sử dụng được. Trời ơi, ở đây nó còn có con rồng đây nè, mình tưởng là không có rồng các bạn. Vậy mình đi leo con rồng này đi, leo lên con rồng này đi. À, lên. À, lại là mấy cái con gọi là cảnh sát cù này nữa các bạn. Quay lại đi, đánh nhau với nó luôn, sợ cái gì mà chạy. Đấy, rồi xuống. Con rồng này nó bị kẹt các bạn. Đây tên chùm nè các bạn thấy tên chùm không? Tên chùm nè. Rồi, lên. Để mình xem coi là cái con kia đâu. Cái nhà nè, con rồng này hơi bị mạnh nha các bạn. Đây, con Gorilla đây.
nhưng mà nó bị một cái là cái con này nó sức mạnh nó mạnh quá bạn ơi, mình không biết là mình đánh được hay không nữa nè. Rồi vô lại nha, vô thử nha, vô. Quái, thấy chưa nó mạnh quá. Còn một miếng máu nữa thôi các bạn, còn một miếng máu nữa thôi, bực ghê á. Rồi vậy là mình biết sức mạnh của nó như thế nào rồi các bạn ơi. Vậy thì bây giờ mình sẽ cưỡi con rồng nó lên, mình đánh với nó luôn các bạn. Rồi cưỡi con rồng lên nè, rồi để lấy cái này cái đã. Rồi bây giờ đi cưỡi con rồng lên luôn, không cần vũ khí luôn các bạn. Đây, qua đây, chuẩn bị nè các bạn, chuẩn bị nha. Xuống. Trời ơi, vậy mình chạy không kịp. Sai lầm khi mà mình chọn con rồng đánh nhau với con Koala các bạn. Tại vì con Koala này nó nhanh và nó trâu hơn con Koala ở hiện tại của mình. Cho nên là bây giờ mình đang full sức mạnh rồi nè. À, bây giờ mình sẽ đi tìm nó. Khoan từ, mình xem coi cái nào mình chưa lấy mình lấy nè. Đâu rồi, nó đây nè các bạn. Bây giờ mình sẽ canh nha. Mình sẽ canh ngay người đó nè. Đó, tiêu diệt nó. Ui, nó trâu quá. Ê, chạy. Nó phun laser mình giờ. Đây, hình quá nó chưa phun laser bạn ơi. Rồi, tiếp tục. Ê, no, các bạn thấy không? Thấy chưa? Nó khá là mạnh các bạn ơi. Cho nên là mình tranh thủ mình chạy trước cho lẹ. À, chạy vậy này, nó sẽ không đánh được mình. Quay, nhanh. Mình bay được các bạn ơi, nhưng mà nó bay ngu quá, nó bay chậm chỗ này ngu quá các bạn à. Rồi, chạy lẹ. Ơ nó dí theo mình nè. Ui, nó dí theo mình các bạn ơi. No. Bắn đi. Cái con này nó trâu. Trâu thực sự. Rồi chạy. Ôi hình quá, né được rồi các bạn ơi. Ui. Trời. Rùng quá các bạn. Giờ không biết làm sao đây nè. Thôi mình tập trung đi, cố gắng nha. Vô. Dồn hết cho một lần luôn. Rồi, chạy. Chạy thôi chứ bây giờ mình không đánh lại nó đâu các bạn. Mình biết chắc 100% là mình đánh không lại nó đâu. Bây giờ mình lo mình chạy thôi. Đấy, để xem coi là hả khi mình chạy đây là mình cho nó kẹt vô giống hồi nãy nha các bạn. Chứ bây giờ mình đánh solo không lại nó mạnh lắm bạn. Rồi mình né được rồi, nhưng mà hồi nãy mình bị nó... Ui chưa né được à. Hồi nãy mình bị nó lừa các bạn ơi. Nó lừa mình. Đấy, rất là khôn. Bây giờ là mình sẽ tránh chỗ này chỗ nào. Để xem coi. Đừng nha, coi chuyện bị lát các bạn. Hồi nãy các bạn thấy không? Hồi nãy mình thấy là nó nghiêm, nhưng mà cuối cùng nó vẫn đánh mình mà mình không biết. À, nó lừa mình cứ cú đó bạn, cay thật sự luôn á. Nó rồi ta. Ủa nó rồi. Được. Để mình đi tìm cái đã. Kìa nó. Đó, thấy gì chưa? Cú lừa đấy các bạn, cú lừa của nó đấy. Để mình. Ấy, laser của nó kìa. Biết ngay mà, bị ngay cú lừa. Nó tới rồi, chạy tiếp. Chỉ còn cách này thôi các bạn, hết cách rồi, mình đánh không lại nó, tại vì nó quá mạnh. Kìa nó. Rồi bây giờ nha. Dồn laser vô nó. Yeah, khúc máu nữa rồi, chạy tiếp. Gán thì còn miếng nữa thôi à. Càng chạy nhanh càng tốt, đừng để cho nó bắt được mình là được rồi. Đấy, mà mình chạy nhanh thì các bạn. Ủa các bạn thấy chưa? Các bạn thấy gì chưa? Mình chạy cỡ đó mà nó vẫn còn gọi là hạ được mình nè. À mình có thể bay được nè. Ê, đâu. Thứ gì nữa rồi? Đúng không? Thứ đó chưa? Chưa các bạn ơi, chưa. Còn miếng máu nữa. Trời ơi, còn miếng máu nữa kìa. Sống tiêu diệt nó luôn đi. Tiêu nó đi. Yes. Ủa? Mà sao mình tiêu diệt nó mà nó không mở khóa cho mình? Ơ? Các bạn nhìn nó. Các bạn nhìn nó kìa, nó ngồi nó chống tay nó đợi mình các bạn, thấy không? Con này là ở tương lai nữa các bạn. Con này khác con hồi nãy. Trời, để mình xem coi nó có rớt cái gì ra không? Không rớt gì ra các bạn ơi. Bây giờ mình mạnh lắm các bạn. Mình gọi là mình có thể làm gì bất cứ gì mình muốn luôn các bạn. Đấy. Quá mạnh rồi. Thôi bây giờ mình sẽ lại lần kia để mình xem coi là mình mở khóa được chưa. Mất thời gian của mình quá. Vô. Đây. Phải lên. Rồi để xem coi là đã mở khóa được chưa. Chưa thấy cái gì hết các bạn à. Đứng đây đợi một tí. À. Đây. Coi là. Hai con luôn các bạn. Ui hai con này chắc nó mạnh lắm. Hai con này nó mạnh lắm các bạn ơi. Các bạn nhìn kìa. Ui hai con này nó mạnh lắm các bạn. Hai con một lúc luôn nha. Vậy là vừa con kia vừa con này luôn. Rồi mình hiểu rồi. Nhưng mà nó khá mạnh đấy. Rồi thêm một chùm nữa. Chùm gì đây? Để mình xem coi chùm gì đây. Chùm mền nè. Để mình xem coi. Ơ à, có tên chùm nữa đâu. Hết rồi. Hồi nãy là tên chùm kia, chùm cuối các bạn. Đây. Wow. Quá đã bạn ơi. Và bây giờ nếu như mà mình vô trong kia thì sao?
chắc là mình sẽ không còn đồ đâu bạn ơi, mình nghĩ là như vậy đó. Rồi thôi, có lẽ mình xin phép tạm dừng ở đây thôi các bạn ơi. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu thầy đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ cũng sẽ bằng cảm ơn dùng cảm nếu mà là fan chính ủng hộ mình nha. Và đây chính là mình nè các bạn, thấy ngầu chưa? Đầy đủ sức mạnh VIP Pro luôn các bạn.